Sau khi một người chết mà lưu luyến người mình yêu kiếp xưa, muốn chờ đợi bằng cách tiếp tục làm ma theo phù hộ người đó ở những kiếp sau, để được làm vợ chồng lại lần nữa với họ vào một kiếp nào đấy, thì có thật giống như truyền thuyết Trung Quốc hay không? Khi mà mình chết mà mình có cái sự luyến ái, muốn làm ma nó cũng khó lắm quý vị, chứ không đơn giản. Sẽ kể quý vị một vài trường hợp hết. Như có một cái trong chú giải pháp cứu, có một người chồng sau khi chết thì làm con chó trong nhà nha, làm con chó trong nhà. Tuy nhiên bà già bà đâu có biết nhé. Rồi trong một câu chuyện khác nữa thì cũng người chồng thương vợ và chết thì cũng thành con bò trong nhà, thành con bò con ở trong nhà, bà già bà cũng đâu có biết. Rồi có một vị kể lại với sư là vị đó gặp một con phi nhân nha, nữ một nữ phi nhân. Con này nó kể là ngày xưa cái thời mà chiến, hai anh chị là yêu nhau nhưng mà gia đình phản đối, thì hai anh chị mới ôm cái quả mìn rồi chết, ôm nhau mà chết với cái hy vọng là chết rồi thì được ở bên nhau. Nhưng mà sau khi chết, anh đó thì ảnh đi đâu không rõ, bởi vì quý vị biết là mình tái sanh, cái cảnh giới mình đi nó bất định nha, và cái vị trí mình sẽ tái sanh nó là bất định. Còn cô đó thì cổ tái sanh làm cái loài phi nhân ở gần đó, mà mình nói là phi nhân chứ thực tế nó đúng là cái loài ngạ quỷ ở gần đó, bây giờ mình hay gọi là ma. Thì cổ cũng đâu có tìm được cái người yêu của mình đâu, tại vì người yêu của cổ thì đã tái sanh ở một cái nơi khác rồi. Thành thử đừng có trông mong cái chuyện là mình thương một ai đó rồi mình chết thì mình sẽ tiếp tục mình ở bên họ. Cái gì sẽ không chắc, chứ cái này sẽ chắc. Mình chết trong một cái tâm ái luyến nha, một cái tâm luyến ái, thì mình chỉ có các cảnh giới sa đọa chứ không đi lên. Các cảnh giới sa đọa bao gồm địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh nha. Thì quý vị biết rồi, đi vào cảnh giới sa đọa nào thì mình cũng không có cái chuyện là mình ở gần phù hộ đâu, bởi vì sao, ở cảnh giới khác mình sẽ có suy nghĩ khác, mình sẽ có cái quan điểm khác và mình sẽ có những cái sự trông chờ khác nha. Thành thử là đừng có trông mong cái chuyện đó. Mà nếu như một cái việc có muốn, có thí dụ như mà gần chết mà mình còn yêu còn thương, mình muốn muốn một người nào đó mà mình sẽ tiếp tục ở bên họ, cái việc mình cần làm là gì? Tích cực làm thiện, tích cực làm thiện giùm sư. Rồi khi cận tử thực hành theo giáo pháp của Thế Tôn, quý vị có thể tùy niệm Phật, tùy niệm pháp, tùy niệm tăng ha, hoặc là nhớ lại mấy chuyện tốt mà mình đã làm, hoặc là rải tâm từ, hoặc là thực hành được một hơi thở, bất kỳ cái phương pháp thực hành nào mà quý vị nhớ nha, quý vị có thể làm bất kỳ phương pháp nào. Nhưng mà muốn như vậy ngày thường mình phải thường xuyên làm, đặc biệt ráng làm phước nhiều. Để chi? Chết á, mình đi lên, cái cơ hội đi lên của mình nó lớn hơn. Mà khi quý vị đi lên ấy, có muốn giúp người thân của mình nha, giúp cái người mình yêu mình thương, quý vị còn có khả năng giúp được. Tại sao? Mình đã chọn, mình giúp được. Còn mình ôm chết trong cái sự luyến tiếc, chết bằng cái tâm ái nhiễm, mình đi xuống
hỏi gì chứ ở dưới thì giúp được mình cái gì nha, muốn giúp người ta thì đi lên mới giúp được, còn đi xuống thì giúp không được, cho nên phải ráng tu, ráng làm phước, đó là cách duy nhất của quý vị. Và nhớ giùm khi cận tử, muốn giúp người ta thì cũng phải dứt áo mà đi, tạm thời vào lúc đó quên người ta đi, đừng có nhớ gì hết. Giống như một người mà muốn lên máy bay nha, thì cũng phải chia tay chia chân với người thân, chứ còn mình cứ níu kéo nắm áo nắm tay nắm chân thì làm sao mà mình lên máy bay được, mà không lên máy bay được nó trễ cái chuyến, trễ chuyến thì mà mình không đủ cái phước thì mình chỉ có cái khổ thôi.